N chia tách cuối cùng và sửa dòng hiệu cuối cùng vào đây. Mình sẽ thử chạy video này. Hello, xin chào các bạn. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách để tạo video chạy chữ ở trên Canva đơn giản nhất. Tại trang chủ của Canva thì bạn sẽ vào để lựa chọn mục video, và ở đây thì có rất là nhiều những kích cỡ video khác nhau tùy theo nhu cầu sử dụng của bạn. Đây bạn có thể thấy là các loại video dành cho YouTube này, video TikTok. Đây mình sẽ demo một một loại video, đó là video dạng dọc dành cho nền tảng của điện thoại di động. Ok, chúng ta kích vào, chờ một chút. Rồi, thì Canva sẽ đưa ra những cái mẫu video có sẵn ở ở đây. Kéo xuống thì bạn sẽ thấy rất là nhiều mẫu đẹp. Bạn có thể lựa chọn, đây là những cái video nền để bạn vào và thay đổi các yếu tố trong này. Hoặc bạn có thể tải video của mình lên tại phần nội dung tải lên. Mình sẽ chọn mẫu video này và demo cho bạn cách để chạy chữ trên video này. Các bạn chờ một chút thì video sẽ hiện ra đầy đủ. Ok, giờ chúng ta sẽ cho chạy thử video để xem là video nói về chủ đề gì, nó đang như thế nào đúng không ạ? Nó là một video mang sắc thái như thế nào? Nhanh hay chậm, buồn hay vui? Rồi, ok. Vậy thì đây là một video mà mình sẽ viết một câu nói để tạo động lực đi. Để dễ chỉnh sửa thì mình sẽ cho to thiết kế này lên. Rồi và mình xóa những cái thành phần cũ đi để thay vào những cái thành phần mới của mình. Rồi mình sẽ xóa những cái thành phần này đi. Xóa đi. Và chỉ để lại cái phần màu da cam này thôi, bởi vì nó thuộc về cái như kiểu phần thiết kế của video ấy, nên mình sẽ giữ lại để bớt đi khâu thiết kế. Mình vào phần văn bản và lựa chọn thêm một cái văn bản, nên mình chọn thêm tiêu đề phụ này. Mình sẽ viết một cái dòng đầu tiên là mỗi ngày thức dậy. Mỗi ngày thức dậy. Rồi, và chọn kiểu chữ cho nó. Chọn kiểu chữ Sarah Medium. Ok. Và các bạn kích vào chữ này. Cho to hơn một chút, để cho to một chút vì các chữ của mình nó cũng không có nhiều, mỗi dòng chữ của mình thì không nhiều, nên mình sẽ cho nó cân đối, sẽ ứng chừng làm sao để nó cân đối. Đây là phần hình động ạ, nhưng mà chúng ta sẽ chỉ chạy chữ thôi, mình sẽ chỉ chọn chạy chữ thôi. Ok, mình kích vào chữ thì nó sẽ có phần chữ động ở đây. Thì mình có rất là nhiều các kiểu chữ động như thế này, và bạn có thể tùy chọn cái kiểu hiển thị chữ nào, hiệu ứng chữ nào phù hợp. Đây mình sẽ, nếu mà ở bên dưới này những mẫu này rất là hay dùng, nếu có tài khoản Canva Pro thì bạn có thể sử dụng, còn nếu với tài khoản Canva thường thì sẽ dùng được các kiểu chữ ở bên trên này. Mình sẽ chọn kiểu chữ bật này vì nó khá là phù hợp với lại nó khá là phù hợp với lại video này. Ok. Rồi mình sẽ cho thử. Mình sẽ cho chạy thử. Cho nhỏ đi để chúng ta có thể nhìn toàn cảnh và chạy thử. Đấy. Thì sau khi mà chạy hết, sau khi mà chữ chạy hết được một lần như thế này thì chúng ta bấm dừng lại, và để viết được chữ tiếp theo thì bạn sẽ cắt và chia tách cái video này ra. Chia tách video này ra để viết chữ tiếp theo. Khoan đã, trước khi mà viết chữ tiếp theo ấy, thì mình sẽ thiết kế thêm một một chút nữa, bởi vì là cái phần trên này thì nó còn hơi bị trống. Mình sẽ thêm vào một cái sticker ở đây để không bị trống cái phần này. Mình vào thành phần và chọn sticker. Đây, cái mình đã tìm kiếm sticker động lực đúng không ạ? Để phù hợp với video. Rồi vào phần đồ họa. Thì mình sẽ chọn một cái màu vàng này. Để cùng tông màu với màu da cam thì nó sẽ hợp lý hơn. Rồi và để vào cái chỗ này.
Rồi và bây giờ mình sẽ tiếp tục chỉnh sửa phần chạy chữ như sau. Khi bấm vào phần này, bạn ấy đó, bạn muốn đến đây là đã hiển thị xong một lần chữ rồi đúng không ạ? Thì mình ở đoạn này như này. Đây, mình sẽ bấm dừng lại rồi và mình vào dấu ba ba chấm, mình chọn chia tách để tách video ra làm đôi. À, để tách video sang phần khác. Cho tiếp tục chạy, nó hiện lên chữ lần hai này thì bạn sẽ kích vào và thay đổi sang cái dòng chữ tiếp theo là đều là cơ hội. Viết dòng chữ tiếp theo vào đây. Với cách này thì bạn đã có được cái chữ thứ hai này, nó cũng đã có hiệu ứng giống như với chữ thứ nhất rồi, giống với dòng chữ thứ nhất rồi. Đây. Và chữ này chạy tiếp thì mình lại cho dừng lại và lại chia tách tiếp video ra. Lại cho chạy để nó hiện lên được dòng chữ thì bạn lại kích vào và viết dòng chữ thứ ba. Để bắt đầu. Ok, và bạn lại kéo lại để cho chạy thử. Rồi, lại bấm vào dấu 3, 3 chấm để chia tách. Và viết tiếp. Một thứ gì đó. Và cho chạy. Ok, và dừng lại. Chúng ta đi vào cái phần chia tách cuối cùng. Đây mình sẽ cho đoạn này thì sẽ phải cảm nhận được hơn đúng không ạ? Thứ gì đó mới mẻ. Ok. Rồi chúng ta cùng là đấy. Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong phần chạy chữ rồi. Với một video ngắn thì như vậy là xong rồi đúng không ạ? Hoặc là nếu bạn muốn chia đều thì ở đây video này kéo dài 12,9 giây, thì nếu bạn muốn chia đều thì bạn có thể chia ra cho 5 rồi là ước lượng thời gian ở đây để chia đều được video. Cuối cùng thì mình sẽ thêm âm thanh vào video bằng cách là bấm vào mục âm thanh, thì ở đây Canva cũng cho chúng ta rất là nhiều lựa chọn. Để nghe thử thì bạn bấm vào cái nút hình tam giác này. Ok, đây mình sẽ chọn cái phần nhạc bật này để xem, để nghe nhạc thử thì bạn sẽ bấm vào cái nút này. Để chọn cái bài này thì bạn sẽ nhấn vào nó. Bạn kéo vào đây. Giữ chuột phải kéo vào. Và bấm nút thả ra thì tự động nó sẽ vào đây và nó chỉ chạy đúng là 12,9 giây thôi. Ok, mình sẽ thử tua lại video này. Mình sẽ thử chạy video này. Ok, bây giờ mình sẽ tải video này về bằng cách là bấm nút tải xuống. Thì ở đây đã để mặc định định dạng là video MP4 rồi, bạn chỉ cần bấm nút tải xuống thôi. Và tất nhiên là chúng ta phải để mục là tải tất cả các trang. Và video sẽ tải hơi lâu một chút, thì bạn hãy kiên nhẫn chờ nhé. Ok, vậy là thiết kế đã được thiết kế rồi, tuy nhiên đã được tải xong. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra và xem thành quả. Vậy là mình đã hoàn thành xong hướng dẫn để chạy chữ trên video bằng Canva. Chúc các bạn thực hành thành công.
Dưới phần mô tả của video này thì mình có tặng bạn tài khoản Canva Pro nhóm để sử dụng trong vòng 1 năm. Bạn hãy bấm vào đường link để nhận nhé. Và hãy ủng hộ mình bằng cách subscribe kênh và bấm vào hình quả chuông để nhận những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.